Lại là thí nghiệm về trứng. Mình có hai trái trứng đặt trong hai cái ly nước giống y chang nhau. Thoạt đầu thì cả hai khi bỏ vào cùng chìm đúng không nào? Đố mọi người cách nào để giúp hai trái trứng này nổi lên? Và cách ở đây là cho trứng ăn muối iốt. Ở đây mình sẽ giữ cái ly đầu tiên ở đây nguyên vẹn và mình sẽ cho muối vào cái phần ly thứ hai. Sau một hồi mình khuấy cho tan hết muối ở đây ra thì mình để ý hai mực nước ở đây vẫn tương đương như nhau, mặc dù mình cho vô đây rất là nhiều muối nhưng mà hầu như thể tích tăng lên không đáng kể. Và đã đến lúc mình thử cho lại cái trứng ở bên này xem sao nhé. Hai bạn, wow, và trái trứng nổi lên. Và tương tự thì mình thí nghiệm với trái cây thử xem, như là trái chanh chẳng hạn. Chanh xuống nước thì có vẻ là nó chìm nhưng mà không có chìm nhanh bằng trái trứng. Và chắc chắn thì mình cho vô đây thì trái chanh cũng sẽ nổi. Đây là thí nghiệm đơn giản, bạn có thể tự làm tại nhà. Và hãy comment ở phía dưới lý do tại sao nhé.